món ngon miệt thứ chuối rim đường thốt nốt, nhà làm ngọt thanh mềm dẻo. Chuối rim đường thốt nốt mang vị ngon ngọt khá đặc trưng, trái túi rim vừa mềm vừa dẻo rắc thêm mè rang còn ngon hơn nữa. Từng trái túi ngọt áo đường cùng vị thơm bùi của mè rang đem nhâm nhi với tách trà nóng vào những ngày mà cả vùng miệt thứ đang vào giai đoạn chuyển mùa, mưa nhiều ngày liên tục dai dẳng thì thật sự rất là tuyệt vời. Các anh chị mình ở miệt thứ thứ 11, những ai mê mẩn món chuối rim đường thốt nốt này thì hãy luôn ngay số điện thoại của bạn Tuấn Nguyễn đang hiển thị trên màn hình để order ngay hôm nay các bạn nha.